qua thác gành sẽ gặp một rừng ban nở cháy. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ và chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đã tới tham dự lễ trao giải thưởng sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với mong muốn tạo ra kênh thông tin an toàn để định hướng cho toàn xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng thực phẩm chức năng, Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam đã tổ chức xét thưởng thường niên sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng theo thông tư 06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng là cơ hội thuận lợi để truyền tải thông tin đến người tiêu dùng, tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng uy tín, chất lượng, an toàn nhờ đổi mới công nghệ và thiết bị, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Buổi lễ trao giải đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC2, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC từ Cung Trí thức, thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị, tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Về phía Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Phạm Hưng Củng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phan Quốc Kinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Văn Dũng, trưởng ban kiểm tra Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, Viện Phó Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Tới tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương, cơ quan truyền thông và đại biểu là các nhà quản lý doanh nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải trong cả nước đã về dự. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội ra đời với mục đích giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm chức năng hiểu thêm về luật pháp, về ngành và các chỉ tiêu kinh tế của ngành, tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, xây dựng thị trường phát triển, tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực chuyên ngành, tư vấn, tổ chức cho các hội viên được hội nhập quốc tế, cung cấp thông tin và tham gia giám định xã hội về chiến lược phát triển ngành thực phẩm chức năng. Hiện nay, Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng ASEAN và thế giới. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc lễ trao giải sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long, đại diện cho lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Kính thưa giáo sư Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa tiến sĩ Phan Quốc Kinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bá Do. Lúc nãy giới thiệu còn quên một chức năng mới, tức là Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam, chuyên môn nghiên cứu về các cây và thảo dược, thuốc của Việt Nam. Cuối cùng tôi xin trân trọng kính thưa đồng chí bác sĩ Phạm Hưng Củng, nguyên là Cục trưởng Cục Y tế Cục Y học cổ truyền của Bộ Y tế. Kính thưa tất cả các quý vị, các doanh nghiệp, các nhà báo, các phóng viên, giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, đây là năm thứ 5. Nó có 5 ý nghĩa rất to lớn, nó khác hẳn với các giải thưởng khác. Cái đầu tiên khác biệt là gì? Đây là giải thưởng xét theo mang tính chất quản lý nhà nước. Nó được thực hiện theo thông tư 06 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ năm 2009. Hiệp hội có đủ điều kiện, có đủ tiềm năng được Bộ Khoa học Công nghệ xác định cho phép để tổ chức giải thưởng này. Sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng muốn đạt được phải đạt được 13 tiêu chí. Nhóm tiêu chí về sản phẩm, trước tiên là phải sản phẩm thực phẩm chức năng có an toàn, có hiệu quả và có chất lượng. Cái thứ hai là sản phẩm phải đảm bảo được các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Cái thứ ba, sản phẩm phải đảm bảo được về nhãn mác phải đẹp, hấp dẫn theo đúng các quy định pháp luật của nhà nước về ghi nhãn thực phẩm chức năng Việt Nam. Cái nhóm tiêu chí thứ hai mà giải thưởng đạt được là nhóm tiêu chí về cơ sở sản xuất. Phải đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được cấp chứng nhận của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Cái thứ hai là phải bảo vệ được môi trường. Và cái thứ ba là phải áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, ví dụ như GMP, HACCP, v.v. Và cái nhóm tiêu chí thứ ba là nhóm về sản xuất kinh doanh, phải hiệu quả, phải tăng trưởng và phải có tính cạnh tranh cao, không những ở thị trường trong nước và quốc tế. Và cái nhóm tiêu chí cuối cùng là nhóm tiêu chí về tính xã hội, tức là phải đóng góp cho xã hội một cái gì đấy. Ví dụ như vấn đề xóa đói giảm nghèo, vấn đề giúp đỡ các gia đình khó khăn, bởi vì trong cái cộng đồng của chúng ta, bởi vì đây là giải thưởng sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng mà. Trong cộng đồng, cái mặt bằng về thu nhập, mặt bằng về giàu nghèo còn khá chênh lệch. Chúng ta là những thầy thuốc, đúng không ạ? Chúng ta đi các vùng quê mới thấy được cái sự không công bằng về vấn đề này. Nhiều người nghèo phải chịu chết vì không có tiền để chữa bệnh. Thì bây giờ một cái dòng sản phẩm mới ra đời, chúng ta hỗ trợ cho những người nghèo. Đấy là những cái mà kêu gọi của Hiệp hội đối với các doanh nghiệp. Và cái vấn đề nữa về tính xã hội là phải đóng thuế đầy đủ. Thì đấy là cái tiêu chí số 1 về sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng. Tiêu chí số 2 là cái giải thưởng này nó tôn vinh các sản phẩm vàng của thực phẩm chức năng để tham gia vào trong cái chương trình gọi là phòng chống dịch bệnh, các bệnh mãn tính không lây. Và cái thứ ba là giải thưởng sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng, nó còn tôn vinh biểu dương các nhà sản xuất, nghiên cứu, phát minh, chế tạo ra nhiều các sản phẩm ưu việt trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Và một cái tiêu chí nữa là nó ca ngợi tăng niềm tin của nhà quản lý, của người tiêu dùng và của toàn xã hội đối với sản phẩm và công ty. Nó tôn vinh cái thương hiệu của doanh nghiệp lên. Và cái cuối cùng nó cũng là một cái bằng chứng, là một cái chứng minh để nó đánh giá xem cái tài năng chỉ huy của giám đốc ra làm sao. Nó khẳng định cái sự nghiên cứu phát triển, sự điều hành quản lý sản xuất của các giám đốc, của các lãnh đạo công ty. Thì đấy là những cái ý nghĩa to lớn của giải thưởng sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng. Đây là lần thứ 5 Hiệp hội tổ chức. Và thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ trao giải sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017 bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác sĩ Phạm Hưng Củng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam lên công bố quyết định giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, Ủy viên sáng lập Hiệp hội Thực phẩm Chức năng ASEAN. Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Kính thưa các vị Phó Chủ tịch, các vị Thường trực, các vị Thường vụ, các vị trong Ủy ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu và các đơn vị tham gia giải thưởng. Tôi xin phép được công bố quyết định của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam về việc tặng giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2007 cho các sản phẩm thực phẩm chức năng Việt Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017. Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam số 692 QD VAFF. Quyết định về việc tặng giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng cho thực phẩm chức năng. Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam căn cứ Nghị định số 45/2010 NDCP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Căn cứ quyết định số 1425 QĐ BNV ngày 14 tháng 12 năm 2007 của trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Căn cứ quyết định số 523 QĐ BNV ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản điều lệ bổ sung sửa đổi của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Căn cứ giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ số 2369 TDC HACCP ngày 14 tháng 10 năm 2016. Căn cứ biên bản của Hội đồng xét tặng giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng ngày 5 tháng 7 năm 2017. Theo đề nghị của Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, quyết định Điều 1. Quyết định tặng cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng cho 5 sản phẩm thực phẩm chức năng và huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng cho 105 sản phẩm thực phẩm chức năng. Có danh sách kèm theo. Để tiết kiệm thời gian và tránh trùng lập, tên các sản phẩm cụ thể sẽ được công bố tại phần lên nhận cúp vàng và huy chương vàng tiếp ngay sau đây. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Các đơn vị có sản phẩm đạt giải thưởng, Tổng Thư ký, Văn phòng Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, Chủ tịch Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng đã ký. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng các đơn vị đạt giải thưởng cúp vàng và huy chương vàng năm 2017. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Phạm Hưng Củng. Kính thưa quý vị, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về giải thưởng Sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng, ngay sau đây mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên trên màn hình để theo dõi phóng sự sau đây. Xin kính mời. Chức năng được các chuyên gia đánh giá là một xu thế dinh dưỡng của thế kỷ 21, đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe con người trong cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy, thời gian gần đây, thực phẩm chức năng phát triển mạnh mẽ và trở thành một xu thế tất yếu cho người tiêu dùng. Sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam nhằm tôn vinh các sản phẩm sức khỏe, thực phẩm chức năng làm đẹp, chất lượng cao, an toàn, phục vụ cho chăm sóc, bảo vệ, tăng cường sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Bên cạnh đó, giải thưởng còn biểu dương, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật nhằm làm cho toàn xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng về thực phẩm chức năng. Tôn vinh các sản phẩm để đảm bảo bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ các bệnh tật. Và một cái nghĩa rất lớn nữa là tôn vinh cái cơ chế phương pháp sản xuất, nghiên cứu để sáng tạo ra nhiều sản phẩm, để tham gia vào cái chương trình gọi là phòng chống dịch bệnh, các bệnh mãn tính không lây. Thế và một ý nghĩa nữa là nó tăng cái niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm thực phẩm chức năng. Cho nên là sẽ hỗ trợ phát triển không những xuất khẩu và nhập khẩu, thế rồi là phát triển cả trong nước. Thế và cái cuối cùng là nó là cũng là một cái bằng chứng. Đấy. Nếu được cái giải này nó cũng là một cái chứng minh để đánh giá cái khả năng chỉ huy, điều hành, quản lý của giám đốc của các công ty. Cho nên người ta lại mở ra các thi đua, cái cố gắng để nghiên cứu ra những sản phẩm ưu việt để đem lại hiệu quả cao. Các sản phẩm được vinh danh gồm thực phẩm bổ sung vitamin, vi chất, thực phẩm tăng cường sức khỏe, thực phẩm dành cho các đối tượng người già, trẻ em. Đây đều là những sản phẩm chất lượng góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng trong thời gian qua. Các doanh nghiệp đều mang đến những sản phẩm vàng cho người sử dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Fucoidan Nhật Bản là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia giải thưởng, mang đến sản phẩm Natural Medic Fucoidan 3 Plus, giúp tăng cường khả năng oxy hóa các gốc tự do, tăng cường miễn dịch, giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, hỗ trợ làm giảm nguy cơ ung bướu, hỗ trợ bảo vệ gan. Trên thị trường thì có rất nhiều loại sản phẩm về Fucoidan, nhưng những sản phẩm đó chỉ chiết xuất từ 1 hay 2 loại tảo biển. Đặc biệt là Natural Medic Fucoidan 3 Plus được phát minh đặc quyền với sự kết hợp của 3 loại Fucoidan gồm Mozuku Fucoidan, Fucus Fucoidan, Mekabu Fucoidan. Bên cạnh đó còn có thêm nấm Araricus với hàm lượng 320 mg trong 1 viên và một hộp là 160 viên. Sản phẩm vàng với sức khỏe cộng đồng, giải thưởng lần thứ 5 được tổ chức, một lần nữa khẳng định sự phát triển tối ưu, vượt trội của ngành thực phẩm chức năng trong xu thế tất yếu chăm sóc sức khỏe hiện đại ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm tổ chức thành công giải thưởng sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng, tới nay giải thưởng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trong cả nước. Một trong các tiêu chí được hội đồng chấm điểm đặc biệt quan tâm đó chính là chất lượng sản phẩm. Và năm 2017, Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam tiếp tục tổ chức xét thưởng huy chương vàng về sức khỏe cộng đồng và xét tặng cúp vàng về sức khỏe cộng đồng cho những sản phẩm 3 lần đạt huy chương vàng trở lên. Với rất nhiều hồ sơ đăng ký tham gia, hội đồng đã chấm điểm và chọn được 5 sản phẩm đạt cúp vàng và 105 sản phẩm đạt huy chương vàng về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là giờ phút mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Đó chính là phần vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải với chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. Chúng tôi xin được kính mời đại diện 4 doanh nghiệp tiêu biểu đạt cúp vàng lên sân khấu nhận giải của ban tổ chức. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng sẽ lên trao cúp vàng. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Long sẽ lên trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp. Xin được trân trọng kính mời. Công ty cổ phần dược phẩm QD Melifa, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Meling. QD Melifa là đầu trong ngành dược với hàng trăm sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm nổi tiếng được đánh giá cao như Colos Maq 10, tỏi đen Meli, cốm vi sinh Bio Asimilgon. Theo tôn chỉ đồng hành cùng chất lượng cuộc sống, công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu cải tiến sản phẩm nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Xe Biotec. Là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu toàn tâm toàn lực của công ty Xe Biotec, sản phẩm Golden Light Press ra đời đã tạo nên bước đột phá mới. Vượt trội, sang trọng, tinh tế trong ngành thực phẩm chức năng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam. Unilever là một tập đoàn toàn cầu của Anh và Hà Lan, nổi tiếng trên lĩnh vực sản xuất sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình như Knorr, Lipton, Omo, với doanh thu trên hàng triệu đô cho mỗi nhãn hiệu tại Việt Nam và nhận nhiều giải thưởng cao quý vì đã có thành tích trong kinh doanh và hoạt động xã hội, giáo dục, sức khỏe cộng đồng. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Chi Việt Nam. Nấm xích linh chi là món quà vô giá từ thiên nhiên, được công ty Linh Chi Việt Nam nuôi cấy thành công từ dự án khoa học của Bộ Y tế. Sản phẩm cung cấp cho các công ty dược phẩm Việt Nam và xuất khẩu sang Nhật Bản. Sản phẩm có tác dụng rất tốt cho sức khỏe con người và được người tiêu dùng cả nước tin dùng. Fucoidan 3 Plus của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Fucoidan Nhật Bản là một hỗn hợp giữa 3 loại Fucoidan chất lượng cao được chiết xuất từ tảo Mekabu, Fucus và Mozuku. Đặc biệt 3 loại tảo này được gặt hái từ những vùng biển hoang sơ nổi tiếng là sạch, có công dụng hỗ trợ và làm giảm u biếu, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Hamiga của công ty